hôm nay chúng ta lại bắt đầu mà lại chia sẻ cho bạn những cái điểm rất là đặc biệt. Thì mình tên là Nguyễn Thái Duy và hiện tại mình là người sở hữu vườn ươm doanh nhân Training. Song song đó thì mình cũng đã có hơn 21 năm làm kinh doanh rồi. Mình cũng là tác giả quyển sách cái quyển sách Vượt Biển Lớn, và nó đang dịch ra bằng tiếng Anh là Beyond the Way, có bán trên Amazon. Và cái quyển sách của mình thì các bạn có thể lên trang Tiki để bạn mua online hoặc là vào các cái nhà sách. Mình cũng có quyển sách thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi, cũng đang được phát hành. Hôm nay cái video hôm nay là mình nói đến các bạn là những cái sai lầm chúng ta nên tránh khi chúng ta sử dụng Facebook để kinh doanh. Cái mạng xã hội các bạn, ngày hôm nay cái mạng xã hội nó rất là tuyệt vời. Mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng thì nó mang lại cho chúng ta rất là nhiều lợi ích. Tuy nhiên, khi chúng ta không biết cách thì nó lại mang cái sự phiền phức. Và cái điều này mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu hơn. Cái Facebook ứng dụng kinh doanh nó tuyệt vời lắm. Mình gọi là cái phương pháp marketing tương tác trên Facebook nó hay lắm. Từ lúc mình phát hiện ra nó là, mà nói ứng dụng bây giờ nó hay, không tốn một đồng tiền quảng cáo nữa hết. Mà nó rất là hay. Tuy nhiên, trước khi biết những điều đó, bạn phải nên tránh những cái sai lầm sau đây mà mình tạm gọi là 7 cái sai lầm. Từ tổng kết, dĩ nhiên nó còn nhiều cái nữa, nhưng mà mình tổng kết 7 sai lầm khi chúng ta kinh doanh. Khi chúng ta sử dụng Facebook để chúng ta làm kinh doanh. Thứ nhất, cái sai lầm số 1 là chúng ta không được tag, có người nói là tăng cũng được, vào trang của nhà người khác. Các bạn biết Facebook mà, cái tường của người ta đang ngon như vậy nè, cái tường của người ta đang ngon như vậy nè, cái màn hình smartphone các bạn biết nó có chút xíu nè, sáng người ta thức dậy người ta vào thấy trời, cái cô bạn nằm chờ đợi ở nhà người ta và người ta bực mình vô cùng, bực không thể tưởng được. Và đặc biệt mà bạn quảng cáo về sản phẩm đó thì người ta lại càng bực mình nữa. Dù một cái hình ảnh gì đó đẹp của nó, bạn quảng cáo mà tự nhiên bạn tận dụng trang của người nhà người ta, bạn quảng cáo ai cũng bực hết. Mình đã từng chứng kiến có những bạn rồi, họ thấy tan vào nhưng mà họ không biết làm sao xóa ra được á, tại họ không có biết là ẩn đi, hoặc là họ không biết cái cách làm sao tháo cái tan ra. Nên họ gặp mình, họ mới nói là giúp giùm em để tháo cái tan này ra, cái giúp em ẩn cái đó. Họ rất là bực mình, và khi mình chỉ cho họ được cái đó thì họ vui lắm, họ rất là vui. Nữa là cái đố kỵ thứ nhất, cái điều mà người ta ghét nhất là tăng vào nhà người khác. Chỉ khi mà như vậy thì bạn tăng, ví dụ một nhóm bạn chơi với nhau và hôm đó chúng ta đi chụp hình, đi ăn đám cưới với nhau, sinh nhật với nhau, và nó có tấm hình đẹp thì chúng ta tăng vào để mọi người cùng biết, thì như vậy được. Còn người không quen, đặc biệt mà bạn bán hàng, kể cả người bạn thân luôn mà bạn bán hàng mà tăng lên, ai cũng bực mình hết. Bạn cứ an tâm đi, bạn đăng sản phẩm ở trang nhà bạn và bạn biết cách, bạn viết bài tốt thu hút thì người ta vào, người ta sẽ thấy ngay thôi, không cần phải tăng đâu, tăng người ta ghét bạn luôn á. Cái thứ hai là không được đấu khẩu ở trên Facebook. Chúng ta lên Facebook và chúng ta lại có những khách hàng, các bạn không, khách hàng họ vô họ nói chuyện với chúng ta, hoặc là họ vô họ càm ràm với chúng ta, thì chúng ta phải trả lời cho đàng hoàng lịch sự, ai lại chúng ta lại đi đấu khẩu, chúng ta lại gọi là cãi lộn á với nhau trên Facebook thì không nên, đặc biệt là ra làm kinh doanh. Bởi vì những cái lời bạn cãi qua cái lại á, hơn 500 anh em trên Facebook họ nhìn thấy bạn, bạn lên đây hồi giờ cái tin đó nó chạy tới chạy lui, các bạn họ sẽ nhìn thấy đó. Và họ e ngại về bạn này. Chúng ta đã dùng Facebook kinh doanh, chúng ta cứ bực nhau thì chúng ta vào inbox chúng ta chửi nhau, đừng cứ chửi nhau ở trên cái comment. Bạn nhận ra điều này chưa? Là cái gì? Chúng ta phải sử dụng cái văn hóa ngoại giao với nhau. Người ta bực mình thì mình nói là cảm ơn chị, xin lỗi là bên em để ra sai sót đó, những cái chiều chị không hài lòng đó là cái gì thì chị có thể liên hệ với tụi em qua số điện thoại hoặc inbox cho tụi em. Tức là chúng ta hãy nói những cái câu nó rất là lịch sự, theo cái kiểu là chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ ngoại giao để chúng ta nói chuyện. Chúng ta đừng có đấu khẩu nhau ở trên comment. Không nên. Bắt đầu từ giờ bạn nên nhớ cái điều đó. Cái thứ ba là các bạn phải gì ạ? Đã ứng dụng Facebook kinh doanh, thậm chí kết bạn thôi, thậm chí là kết bạn thôi, bạn cũng phải gì ạ?
bạn cũng phải có cái hình avatar bạn nó rõ ràng ra. Cái hình avatar của bạn là hình con chó, hình con mèo, hình cái bông hoa gì đó thì làm sao mà được, ai mà dám làm ăn với các bạn. Hoặc là bạn để cái hình thương hiệu của bạn, cái logo của bạn, bạn dùng Facebook cá nhân, bạn kinh doanh, bạn để cái logo của bạn, ai mà dám mua hàng của bạn, họ cứ biết bạn là ai. Thấy mặt của bạn kia mà người ta còn chưa tin nữa, là muốn kinh doanh thì chúng ta phải trường cái mặt của chúng ta ra, chúng ta phải xuất hiện cái mặt của chúng ta ra, bạn hiểu chưa? Thậm chí mà bạn bè của bạn mà bạn không để cái mặt của bạn đó, bạn để gì nó còn bực mình nữa, tại vì nói chuyện gì mà không, mình không biết mình đang nói chuyện với ai. Chẳng lẽ bạn để cái hình avatar con chó thì đang nói chuyện với con chó à, người ta bực mình lắm, người ta không biết ai. Và bạn hình vô đi, bạn đi nói chuyện với một người mà họ để cái hình là một cái gì đó thì làm sao mà biết được. Và nếu mà bạn không dám xuất hiện cái mình của mình thì mình nghĩ bạn đừng có nên đi kinh doanh. Bởi vì sao? Kinh doanh là phải xuất hiện rõ ràng để cho mọi người thấy. Còn bạn dám e ngại thì đừng có dùng dùng Facebook kinh doanh. Bởi vì không những thế mà bạn còn phải lâu lâu bạn còn chia sẻ hình ảnh của mình lên trên online để cho mọi người thấy, viết những cái bài có hình ảnh của mình nữa. Các bạn thấy hàng ngày mình, các bạn đều thấy cái hình của mình mà được chia sẻ cái hình của mình lên. Cái thứ tiếp theo là bạn không quan tâm đến khách hàng. Bạn không có quan tâm đối thoại gì tới khách hàng, nghĩa là bạn chia sẻ gì lên khách hàng vào khen bạn, bạn cũng không đối thoại cảm ơn nữa. Thậm chí có người hỏi bạn, bạn cũng không thèm trả lời lời nữa. Có những người họ sử dụng Facebook, họ không có quan tâm. Ở đây nói rằng là có người chỉ bấm cái like thôi. Cái điều này là chúng ta phải cần phải tiến tới một cái level cao hơn, là chúng ta cần phải quan tâm sâu sát hơn khách hàng của mình. Mình muốn nói các bạn cái điều đó, các bạn quan tâm sâu hơn. Các bạn không không có hình dung ra cái cảm xúc ngay cái giây phút mà người ta bỏ vào, người ta gõ cái gì comment đó, người ta phải quý bạn, người ta phải thắc mắc cái gì, người ta có cảm xúc gì thì ngay cái thời điểm đó người ta mới bỏ vào, người ta comment. Không phải tự nhiên không không đâu, không ai rảnh rảnh không không đi lên comment của bạn đâu. Bạn bè của bạn, người thân của bạn, hoặc là người họ không thích bạn, kể cả người họ ghét bạn, thì cái giây phút mà họ nhảy vào họ comment đó, họ đều bỏ một cảm xúc gì đó, và chúng ta trân trọng cái cảm xúc của họ và cách chúng ta trả lời lại, chứ chúng ta không có im. Mình thấy nhiều chuyên gia lắm lên Facebook friend hâm mộ ở dưới comment quá trời, chả nói hò gì hết. Cái đó là thể hiện cái sự là không có quan tâm tới cái cảm xúc của người khác. Bạn làm dung ra điều này chưa? Thì nếu mà bạn nghe cái video này thì bạn nên điều chỉnh lại để chúng ta có cái cách làm nó tốt hơn. Hai là hay chia sẻ những nội dung nó không có hữu ích, nội dung không có liên quan. Ví dụ như bạn đã lập một cái trang cá nhân và bạn chuyên kinh doanh về hoa lan, thì bạn chia sẻ những cái gì nó liên quan tới hoa lan để cho người ta nhìn thấy những cái bài góc độ chuyên gia rất là sâu, để người ta thấy, người ta học hỏi được, người ta nhắm những cái cảnh hoa lan đẹp. Ok chưa? Và có thể là những tin khác mà nó lâu, là bạn có thể là bạn chia sẻ tin về gia đình, về đi chơi, hoặc là những tin hoạt động với khách hàng. Thì như vậy được, tự nhiên bạn nhảy vô bạn chia sẻ một cái tin gì đó của nhân vật chính trị nào đó, đặc biệt là nhân vật chính trị mà tích cực thì còn được đi, đặc biệt nhân vật chính trị mà tiêu cực thì rõ ràng là khách hàng của chúng ta lâu nay bạn chia sẻ cái dòng để mà bạn bán hoa, mà tự nhiên hôm nay xuất hiện ở đâu chia sẻ cái dòng khách hàng đi chia sẻ cái dòng về chính trị thì nó cảm giác mà đặc biệt tiêu cực, nó cảm giác lại càng không tốt nữa, lại càng không tốt nữa. Nó là chúng ta phải xuyên suốt cùng lắm thì chia sẻ vấn đề cá nhân của chúng ta một vài bài, lâu lâu có cái tin gì mà vui vui hài thì chúng ta chia sẻ được. Còn lại là đừng có chia sẻ tạp nham đủ thứ đó, phải ra một cái thông điệp rất là xuyên suốt. Trên Facebook của mình, chúng ta kinh doanh lĩnh vực gì thì chúng ta phải chia sẻ xuyên suốt về lĩnh vực đó. Lâu lâu có chêm vô thì chêm những cái câu chuyện cá nhân, những câu chuyện hài, những câu chuyện vui, mà ít thôi. Tiếp theo là chúng ta phải kiểm soát cảm xúc khi các bạn sử dụng Facebook. Đừng có mất cái kiểm soát trên Facebook.
nhiều lúc các bạn bực mình ai các bạn cứ lên Facebook bạn chửi động à, thì sao được, bực mình hôm đó bị vợ chửi lên chửi động lên lên Facebook, thậm chí có người bị chồng chửi lên chửi động lên Facebook. Con gái là hay áp dụng cái này nhất, hoặc là những cái tức là cái gọi là mất kiểm soát, hoặc là hôm đó nhậu nhẹt bê tha, nhậu lè nhè chụp những cái hình không ok rồi lên Facebook thì người ta cảm giác người ta sợ mất đi, người ta ngại bạn, người ta vẫn nghe, người ta vẫn đọc cái thông tin của bạn mà người ta ngại bạn, người ta nói sao con nhỏ này nó dữ quá ABC đó. Cái các bạn là hình dung chưa? À, nghĩa là chúng ta phải gì ạ? À, phải làm cho cái trang Facebook mình nó tươm tắt, nó ra ngô, nó ra khoai. À, các bạn nghe chưa? À, đây là một cái điều mà mình lưu ý với các bạn, những cái điều mà mình lưu ý với các bạn, bảy cái điều mà mình lưu ý với các bạn để mong rằng cái trang Facebook của bạn, bạn setup, bạn kia nó tốt hơn, nó chính quy hơn, cái công việc chúng ta nó phát triển hơn. Và cái mạng xã hội bây giờ nó rất phù hợp với những bạn ứng dụng ra khỏi nghiệp, các bạn tuổi trẻ mà các bạn an tâm đi, các bạn sẽ làm tốt. Mình lớn tuổi rồi, 40 mấy tuổi rồi, mình cũng vẫn tiếp dụng công nghệ rất là tốt. Các bạn công ty người bạn cứ vào cái trang Facebook của mình mỗi ngày, các bạn xem ngày nào mình cũng chia sẻ hết những cái bài toán về kinh doanh. Và các bạn nhớ đăng ký subscribe, nhớ đăng ký subscribe vào cái trang YouTube của mình nhé. Vì sao ạ? Bước trước mắt mình làm tới 1000 đoạn video như vài lần, mỗi đoạn video mình sẽ chia sẻ một chút cái kiến thức, một cái chút cái kỹ năng gì đó để giúp cho các bạn phát triển hơn. Và nhớ giới thiệu bạn bè mình và cái kênh của mình xem. Mình đang tiến trình đi đến cái công giai đoạn đầu của mình là mình chia sẻ tới 1000 đoạn video lần. Bây giờ thì đã tới 160 mấy đoạn rồi. Và các bạn cứ an tâm đi, mình sẽ chia sẻ giai đoạn 1 là chia sẻ một đoạn video, rồi sau bắt đầu mình sẽ up giai đoạn 2 chút, nên là rất là nhiều cái điều hay để mình gửi đến các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rất vui là các bạn là người bạn với mình, các bạn đã tương tác với mình lâu nay. Bye bye các bạn.